Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Tiếp về thiện nghiệp sắc giới, tất cả những cái đề mục nào mà có thể chứng đắc được từ sơ thiền trở lên đến ngũ thiền hoặc là tứ thiền, ngũ thiền, thì đó là những đề mục thiện sắc giới. Sắc giới thì hôm nay sẽ học tiếp các cái đề mục thiền có thể chứng đắc các tầng thiền. Có 10 cái đề mục thiền mà có thể chứng đắc được đến ngũ thiền sắc giới, chứng đắc được 5 bậc thiền sắc giới. 10 cái đề mục này gọi là Kasina. Kasina tức là một cái biến xứ, hay là còn gọi là một cái vòng tròn. 10 cái đề mục Kasina, okay. Còn gọi là 10 cái đề mục vòng tròn này. Mình có thể lấy những cái bất cứ những cái dụng cụ nào mình tạo thành những cái vòng tròn với đường kính 30 phân 30 cm, để mình tạo thành những cái biến xứ để thực hành thiền. Mười cái đề mục này đó là đất, nước, lửa, gió. Bốn cái biến xứ đầu tiên thuộc về bốn cái đại trục này: đất, nước, lửa, gió. Như là người muốn thực hành biến xứ đất, muốn thực hành một cái thiền trên cái biến xứ đất ấy, thì đó phải lấy một cái loại đất mà nó có màu nâu hơi đỏ, tức là cái đất sét. Muốn thực hành, có những cái người thực hành thiền hơi thở nó rất là khó, vì có những người, người ta hay bị lẫn vào cái tứ đại, người ta chú tâm vào hơi thở nhưng người ta không có biết được cái sự chuyển động của hơi thở ở trên cái điểm xúc chạm ở chóp mũi, mà người ta cứ đi theo hơi thở vào trong người nên nó bắt vào cái đặc tính gió ở trong người, đôi khi nó bắt vào đặc tính đất ở trong người, đôi khi nó bắt vào đặc tính nước, đôi khi nó bắt vào cái đặc tính lửa ở trong người. Và vì vậy cho nên là tâm nó cũng bị phân tán, không đắc được thiền. Mà có những người mà thực hành với những cái biến xứ này lại thấy dễ dàng. Và trong đó thì cái biến xứ mà phổ thông nhất gọi là biến xứ đất. Biến xứ đất thì lấy một cái loại đất sét về, xong là mình chát thành một cái vòng tròn. Mình có thể làm một cái vòng tròn nhưng mà mình cho đất vào đấy, và đất phải lấy những cái loại đất nó thật là mịn, thật là sạch sẽ, nó không có được dính rác, không có được dính sắt sỏi đá. Làm thành một cái vòng tròn mình có thể treo ở trên trước mặt mình, cách cái trước mặt khoảng chừng hơn 1 mét. Và muốn thực hành đó thì lúc đầu phải mở mắt, bằng cái mắt mở mình nhìn cái đất đấy, sau đó mình nhắm mắt lại, mình mường tượng đến cái đất đấy và mình niệm đất, cứ niệm liên tục như vậy. Nếu như cái lúc mình nhắm mắt vào mà cái tâm nó vẫn hình dung ra được cái vùng vòng tròn đất như vậy, thì mình cứ niệm liên tục ở trên cái tướng đất đấy, thì nếu cứ cái trái niệm được duy trì thì cái tự tướng nó sẽ xuất hiện, cái quang tướng đất nó sẽ xuất hiện.
Với một người mà đã thực hành chứng đắc được tầng thiền hơi thở rồi, tức là một người mà chứng đắc được tứ thiền hơi thở rồi, thì chuyển sang hành cái thiền biến xứ đất này, thì người ta chỉ cần thực hành một thời thôi, chỉ cần nhìn vài phút là đã thấy được tướng đất nó xuất hiện rồi. Vị nào mà đã đắc tứ thiền hơi thở rồi, vì nó nhập vào tứ thiền hơi thở trước, sau đó xuất ra khỏi tứ thiền hơi thở. Mình cứ đi đến một cái chỗ nào mà nó có cái mặt đất bằng phẳng, mình lấy cái que mình vẽ một vòng tròn ở trên đất được. Thế mà mình đứng mình nhập tứ thiền, sau đó mình xuất ra tứ thiền, mình nhìn mắt mình nhìn vào cái vòng tròn đất đấy, xong rồi nhắm mắt lại niệm đất 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 đất, chỉ vài phút sau mình sẽ thấy có một cái vòng tròn sáng nó sẽ xuất hiện ở trước mặt. Và cái vòng tròn sáng đấy nó chính là cái học tướng, nó là cái sơ tướng của cái biên xứ đất. Và sau đó mình có thể đi về thiền đường, mình ngồi mình nhắm mắt lại, mình chỉ cần niệm đất 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 là cái vòng tròn sáng nó sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Mình an trú trên cái vòng tròn sáng, mình cứ niệm đất 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 đất, càng lúc nó càng sáng rực rỡ lên, và mình sẽ chứng đắc được các tầng thiền, từ sơ thiền đến tứ thiền đến ngũ thiền. Còn với một cái hành giả mà cái bước đầu tiên mình muốn thực hành thiền với biến xứ đất này, trong khi mình chưa có đắc các cái tầng thiền khác, tức là chưa đắc các cái biến xứ khác, như là chưa đắc thiền hơi thở, thì mình phải tạo một cái vòng tròn, tạo một cái biến xứ đất này. Mình phải đi kiếm một cái loại đất, đó là đất sét có màu nâu hơi đỏ, về mình chát vào một cái vòng tròn, mình có thể treo ở trên trước mặt mình được. Thì mình cần phải tạo cái này, cái vòng tròn nó đường kính khoảng 30 cm, treo đấy. Lúc đầu thì cái vị đó nhắm mở mắt nhìn vào cái biến xứ đất đấy, xong là mình phải cố gắng ghi nhớ lấy cái đặc tính của đất đấy. Cái màu sắc của đất, và không có tập trung vào bất cứ một cái khía cạnh nào bên ngoài cái vòng tròn đấy, mà chỉ tập trung vào cái tâm điểm của cái biến xứ đất đấy, nhìn cho nó thật kỹ, ghi nhớ cái màu sắc, cái hình dáng của cái biến xứ vòng tròn đất đó. Sau đó cái hành giả đó sẽ nhắm mắt lại và mường tượng, và khi mình nhắm mắt lại mà tâm nó vẫn nhớ được cái màu sắc, cái hình dáng của cái biến xứ đất đấy, và mình cứ niệm đất 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 đất, cứ niệm liên tục như vậy, có thể là 1 tiếng, có thể là 20 phút, có thể 40 phút, có thể 60 phút, có thể 1 tiếng, 2 tiếng, nó tùy vào cái chánh niệm của từng người. Người nào có chánh niệm tốt thì người đó sẽ thấy được cái định tướng nó xuất hiện sớm. Cái người nào mà chánh niệm mà kém thì cái định tướng nó sẽ xuất hiện chậm. Có người thì phải làm một thời gian sau mới thấy được cái nimitta nó xuất hiện. Có người thì chỉ cần một thời thiền sẽ thấy nimitta nó xuất hiện. Khi nào mà cái tâm của mình bắt đầu nó định tĩnh ở trên cái biến xứ đất đấy, thì cái lúc đấy là mình sẽ thấy cái biến xứ đất đấy nó tan biến đi, và một cái vòng tròn trắng sẽ một cái vòng tròn sáng, là cái quang tướng của biến xứ đất nó sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Lúc này mình không cần nhìn vào đất nữa, mình chỉ cần nhắm mắt lại và mình để tâm ở cái vòng tròn sáng rực đấy, là cái sơ tướng của biến xứ đất nó xuất hiện đấy, cái nimitta đấy. Càng lúc nó sẽ càng sáng lên, càng lúc nó sẽ càng sáng lên, nó sáng rực đi. Và mình cứ an trú ở trên cái ánh sáng đấy, nó là cái nimitta đấy, rồi là nó mỗi lúc định của mình sẽ sâu hơn, càng lúc định nó càng sâu hơn. Rồi dần dần nó cũng vào được cận định, và nó sẽ khi mình quân bình được 5 căn tín tấn niệm định tuệ, nó sẽ vượt qua định cận hành và nó vào an chỉ định, sẽ đắc được cái tầng thiền từ sơ thiền, sau đó cũng tuần tự như là các bước thực hành với đề mục thiền niệm hơi thở. Nên nó phân biệt 5 thiền chi, mình loại bỏ 2 thiền chi tập tứ nên nhị thiền, mình loại bỏ thiền chi hỷ lên tam thiền, loại bỏ thiền chi lạc lên tứ thiền. Còn đối với đệ ngũ thiền thì mình sẽ loại bỏ từng thiền chi một, loại bỏ tầm thì nên nhị thiền, loại bỏ tứ thì nên tam thiền, loại bỏ hỷ nên tứ thiền, loại bỏ lạc cả nên ngũ thiền. Thế nên với biến xứ đắc mình sẽ an trú ở trên đấy, mình sẽ tạo được các cái tầng thiền sắc giới. Với cái người mà thực hành như biến xứ nước cũng vậy. Biến xứ nước thì cái vị này có thể đứng trước một cái hồ nước, một cái bể nước, hoặc là có thể múc một cái chậu nước về trong một cái thất yên tĩnh của mình cũng được. Với một cái người mà đã
thực hành đắc được thiền hơi thở rồi thì thực hành như thế này nó cũng dễ thôi. Nhưng mà với người mới bắt đầu thực hành chẳng hạn thì mình cũng cần phải múc một cái xô nước, một cái chậu nước nhỏ nhỏ 30 phân thôi, về mình để ở trước mặt mình. Đầu tiên mình mở mắt mình nhìn vào cái nước đấy, nhìn vào nước, sau đó mình nhắm mắt mình mường tượng nước, rồi cứ niệm nước 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 cho đến khi nào mà mình thấy được cái quang tượng, thấy được cái nimitta nó sáng rực ở trước mặt, lúc ấy mình an trú trên cái ánh sáng đấy. Dần dần từng bước mình sẽ đi vào đến các tầng thiền sắc giới. Thực hành biến xứ lửa cũng vậy, thì mình cần phải đốt lên một ngọn lửa. Một cái ngọn lửa bây giờ thì nó không có khó khăn, nhưng mình có thể kiếm một cái cây nến thật to chứ. Mình thắp lên một cái cây, một cái ngọn lửa ở trước mặt mình, một cái ngọn đuốc hay một cái ngọn lửa, bất kỳ mình làm cái gì đó mình tạo ra một ngọn lửa. Lúc đầu mình cũng dùng nhìn cái mắt của mình nhìn vào cái ngọn lửa đấy. Khi nhìn vào ngọn lửa thì tránh đừng có nhìn vào cái bốc nó đang cháy. Tức là nếu như mình có thắp một ngọn đèn hay là thắp một ngọn nến thì mình đừng có nhìn vào cái bốc, đừng có nhìn vào cái tim đèn đấy, mà phải nhìn vào tâm điểm của ngọn lửa đấy. Mình cũng đừng nhìn vào cái ngọn khói của lửa. Nhớ là lửa bên dưới thì nó có cái tim là cái mà nó đang cháy, bên trên nó là cái khói. Mình phải loại hai cái phần đấy ra, nhìn vào cái phần giữa nó chỉ có mỗi lửa không. Thì cứ niệm lửa 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 đấy, rồi dần dần mình sẽ thấy một cái vòng tròn sáng rực, đó là cái định tướng nó sẽ xuất hiện ở trước mặt. Lúc đấy mình sẽ an trú ở trên cái ánh sáng đấy, mình phát triển cái định, cứ an trú tâm ở đấy thôi. Rồi là quân bình năm căn tín tấn niệm định tuệ, để cho đến khi nào mình đắc được các tầng thiền sắc giới thôi. Đấy là thực hành biến xứ lửa. Còn đối với cái người mà thực hành với biến xứ gió, biến xứ gió thì gió nó không có màu sắc, không có hình dáng như đất nước nữa này, mà cái gió mình cần phải cảm nhận được bằng cái sự xúc chạm. Nên mình có thể đứng ở trước cửa, trước cái cửa ra vào, trước cửa sổ hay là chỗ nào mà nó có gió nó thổi, thì gió nó sẽ thổi vào da mình, da mặt mình, thì mình phải biết được đây là gió. Cái tâm mình nó hiểu đây là gió. Đấy. Hoặc là mình nhìn lá ở trên cây nó rung, khi mà có gió thì nó sẽ rung ở lá ở cây, mình hiểu nó có gió ở đây. Và mình nhớ mình để tâm vào đúng cái chỗ mà gió đang thổi đấy, mình cứ niệm gió 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 gió. Rồi dần dần là tâm mình nó sẽ bắt vào cái miếng sứ gió, nó bắt vào đúng cái luồng gió mà nó đang thổi đấy. Và một cái vòng tròn sáng sẽ xuất hiện, mình để tâm ở trên cái vòng tròn sáng đấy, mình sẽ đạt được các cái, dần dần cũng sẽ đi vào các tầng thiền sắc giới, cũng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Đấy là những cái cách tu tập. Và mỗi một cái người sẽ có những cái ba la mật về các cái pháp hành thiền khác nhau. Với những cái người nào ở trong cái đời quá khứ của mình, trong những cái kiếp quá khứ đã thực hành những cái pháp thiền hơi thở, thì bây giờ mình thực hành thiền hơi thở mình sẽ rất dễ dàng đạt được thiền. Nhưng cũng có những cái người mà trong một cái kiếp quá khứ nào đấy mình lại chưa được thực hành cái pháp thiền hơi thở này, mà mình đã từng thực hành cái pháp thiền về các cái biến xứ ca si đá này, đất nước lửa gió này. Nếu như bây giờ mình mà thực hành đúng cái biến xứ đấy thì mình sẽ đắc thiền rất dễ dàng, rất nhanh chóng. Vì vậy mà thời xưa có những cái vị người ta đi làm ruộng ấy, người ta để tâm ở trên cái đất ở trên ruộng ấy. Người ta chú tâm, người ta nhìn vào đất một tí, và cái quang tướng tự nhiên nó cũng xuất hiện. Tự nhiên cái quang tướng nó cũng xuất hiện, và người ta cứ an trú ở trên cái nimitta, cái ánh sáng đó, mà người ta đắc thiền. Sau khi đắc thiền rồi, có những vị mới đi xuất gia tìm đến Đức Phật để học về các cái pháp thiền tuệ, và nhiều vị đã chứng được các cái đạo quả. Thì những cái đời quá khứ, những cái vị đấy đã từng hành cái thiền biến xứ đất rồi, cho nên bây giờ có khi một cái người ta nhìn vào một cái bất cứ một cái chỗ nào có đất, một cái mảnh ruộng đất, người ta sẽ đắc, có thể phát triển được thiền. Có những người ta ra ngoài bờ sông, người ta ngồi, người ta trầm tư, người ta nhìn cái nước sông đấy, xong là người ta mở mắt, người ta nhìn, sau đó người ta nhắm mắt lại, người ta mường tượng lên nước, người ta cũng thấy cái ánh sáng xuất hiện ở trước mặt, rồi người ta cũng đắc được các tầng thiền biển nước, biển lửa cũng vậy.
Có những người nhìn vào ngọn lửa xong người ta nhắm mắt, người ta mường tượng, xong rồi người ta vẫn hình dung được, người ta vẫn có thể phát triển được cái định tướng của lửa, gió cũng vậy. Có người người ta cứ chú tâm trên gió, người ta phát được triển được cái định tướng của gió. Đấy, mỗi một cái biến xứ nó có cái sự tu tập. Các cái biến xứ khác, đen, vàng, đỏ, trắng, đây là bốn cái biến xứ về màu sắc. Nếu mà thực hành cái biến xứ màu đen ấy, thì kiếm cái sơn màu đen, có thể là dùng những cái sơn màu đen hoặc là màu đen của tóc. Một cái người muốn thực hành một cái biến xứ màu đen ấy, vì đó chỉ cần nhắm mắt lại, mình mường tượng đến một cái bộ tóc của một cái người nào đó, mình mở mắt mình nhìn cái người ở đằng phía trước mình có mái tóc đen nhánh ấy, còn mình nhắm mắt lại mình dùng cái màu đen của tóc, mình cứ niệm đen 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 đen, vậy là mình sẽ phát triển được biến xứ đen. Hoặc là mình dùng cái sơn đen, mình vẽ một cái vòng tròn đường kính 30 phân lên trên tường, bức tường trắng. Mình cứ mở mắt ra mình nhìn, sau đó mình nhắm mắt lại mình niệm đen 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 đen, rồi dần dần cái nimitta nó xuất hiện. Màu vàng thì lấy cái màu vàng của vàng, những cái lá vàng mình dát lên trên tường cũng được, hay là sơn vàng cũng được, hay là những bông hoa cúc màu vàng, bông hoa hồng màu vàng, những cái bông hoa màu vàng mình có thể lấy một chùm hoa để trước mặt mình nhìn vào cái màu của nó, niệm vàng 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 vàng. Màu đỏ thì cái màu đỏ giống như là màu đỏ của máu, mình lấy cái sơn đỏ hay là những bông hoa màu đỏ, một tấm vải màu đỏ, bất cứ cái gì màu đỏ mà mình để tâm vào đấy, mình có thể phát triển được thiền biến xứ đỏ. Cũng tương tự như vậy với màu trắng. Trắng thì nó trắng như là cái bộ xương người, trắng như cái răng của người. Thế một cái người muốn thực hành thiền biến xứ trắng, mình có thể lấy sơn trắng được, lấy một tờ giấy trắng được, lấy một tấm vải trắng được. Nên mình tạo thành một cái vòng tròn trắng, mình để trước mặt, mình cũng mở mắt mình nhìn, sau đó mình nhắm mắt lại mình niệm trắng trắng, mình dần dần mình cũng đắc thiền. Hoặc là những bông hoa màu trắng, nhìn vào những cái màu trắng của các bông hoa và vẫn có thể phát triển được thiền với màu trắng. Nó có 10 cái biến xứ như vậy, trắng xong là đến biến xứ ánh sáng và biến xứ hư không, nó đều là những cái biến xứ hành thiền được. Ánh sáng thì có thể nhìn một cái tia sáng chiếu ở trên ánh sáng mặt trời chiếu vào trong cửa, xong là nó rọi lên trên tường, hoặc nó rọi qua cửa, hoặc là cái ánh sáng của những cái bóng đèn bóng điện này, nó hắt qua một cái, mình để nhìn cả cái không gian rộng rồi thì nó sẽ rất là khó mình nhìn. Nhưng bây giờ mình chỉ làm một cái bìa gì đó, mình đốt một cái ngọn nến hay để một cái bóng điện vào trong một cái thùng, một cái thùng bằng cắt tông, mình khoét một cái lỗ nhỏ để cho cái ánh sáng ở trong nó phát ra, và cái ánh sáng ấy nó phát ra nó chiếu lên trên tường, thì mình nhìn vào cái ánh sáng đấy thì mình sẽ phát triển được biến xứ ánh sáng này, phát triển được thiền biến xứ ánh sáng. Còn biến xứ hư không thì mình cũng dùng một cái tấm bìa cắt tông, một cái người tấm bìa cắt tông mà khoét một cái lỗ nhỏ hướng cái bìa lên trên trời, và nhìn vào cái khoảng không gian ở trên hư không nhỏ nhỏ, mình cứ niệm hư không hư không, mình sẽ đáp được biến xứ hư không. Độ đây đánh chó này. Đây là những cái cách tu tập rất là cổ xưa. Ngay cả thời Đức Phật chưa ra đời, người ta đã biết tu tập những cái pháp môn này rồi. Bởi vì rất là nhiều những cái vị người ta sinh từ cái cõi Phạm Thiên, người ta sinh xuống từ cái cõi Phạm Thiên, mà ở trên cõi Phạm Thiên thì người ta đều biết hành thiền hết. Và khi mà người ta sinh xuống cõi nhân gian này, người ta có thể nhớ lại được những đời trước của mình, người ta nhớ được cả những cái phương pháp tu tập, và người ta có thể phát triển được lại những cái thiền định của mình không có khó khăn. Người ta có thể trầm tư, người ta nhìn một cái mảnh đất, nhìn vào một cái khoảng đất ở trước mặt, người ta sẽ phát triển được các cái tầng thiền định về đất.
Người ta có thể ra bờ sông, người ta ngồi trầm tư, người ta nhìn nước sông, sau đó người ta nhắm mắt lại, người ta hình dung người ta phát triển được nước, người ta nhìn vào ngọn lửa, người ta phát triển được cái định về lửa, người ta nhìn vào cái gió thổi trên cây, người ta sẽ phát triển được cái thiền định về gió. Và các cái màu sắc cũng vậy, 10 cái biến xứ này là cái các đạo sĩ thời ngày xưa người ta đã biết cách tu hành. Và có một cái điều rất là đặc biệt nữa, đó là những cái biến xứ này nó là nền tảng cho tất cả các cái loại thần thông ở thế gian. Và các cái thần thông ở thế gian đều phải nương vào các cái biến xứ này. Ví dụ như là một cái người tu tập biến xứ đất, thì cái biến xứ đất này nó là một cái dạng vật chất, và người ta có thể mở rộng được cái tâm đến bất cứ nơi nào mà có đất. Bất cứ nơi nào mà có đất, ví dụ như ở khắp trái đất này, chỗ nào nó cũng có đất, nhưng mà ở những cái trái đất khác nó cũng có đất. Vậy thì cái người mà tu tập cái biến xứ đất này, khi nào người ta phát triển được định thì rồi, và khi có cái định, cái ánh sáng mạnh rồi, người ta có thể mở rộng cái ánh sáng ấy ra khắp một cái không gian này, hay có thể mở rộng ra cái ánh sáng ra khắp vũ trụ này. Người ta có thể mở đi đến hàng rất nhiều thế giới khác nhau được, bởi vì ở các thế giới khác cũng có đất, nước cũng vậy, nửa gió cũng vậy, bất cứ nơi nào có nước thì đều tâm mình đều mở rộng được đến đây. Cho nên là tu tập biến xứ nước, người ta cũng thể mở rộng được đến rất nhiều thế giới hết, nửa gió, tất cả các cái biến xứ này, 10 biến xứ thì người ta đều mở rộng được đất nước, nửa gió, đen vàng, đỏ trắng, sáng như không đó. Cái tâm nó đều mở rộng được đến mọi nơi vậy. Và khi mà thực hành những cái biến xứ này với một cái mức thuần thục, người ta có thể thực hành thuần thục, như là thuần thục với cái nhập thiền, thuần thục suốt thiền, thuần thục an trú ở trong thiền, thuần thục phản kiểm tra các chi thiền, và có 14 cái cách để hành thuần thục, người ta làm chủ được tâm, làm chủ được tâm theo nhiều những cái cách thức nhập suốt, nhập suốt, nhập suốt, thì sau này cái tâm nó đã thuần thục, cái định lực nó trở nên rất là mạnh. Cái định lực nó trở nên rất là mạnh, tức là cái người đó thực hành những cái pháp thần túc, tứ như ý túc, dục như ý túc, nhất tâm như ý túc, dục như ý túc, quyết định như ý túc, tinh tấn như ý túc, dục cần tâm thẩm. Bốn cái món thần túc đấy mà được tu tập thì người ta có thể phát triển được các cái năng lực thần thông, người ta có thể phát triển được các ngũ thông nghiệp thế, hay là còn gọi là năm cái thắng trí các cái năng lực thần thông. Thì cái người nào người ta thực hành, người ta muốn biến ra đất thì người ta nhập vào cái tầng, người ta sẽ nhập vào cái biến xứ đất này, mình nhập vào tứ thiền của biến xứ đất, sau đó người ta xuất ra tứ thiền, người ta khởi lên một cái ước muốn, quyết định. Người ta quyết định là hãy có đất ở trên hư không, hãy có đất trên hư không. Đấy, người ta quyết định như thế, đấy là cái lần thứ nhất, gọi là làm cái bước thứ nhất. Sau đó người ta sẽ nhập thiền trở lại, rồi người ta sang đến bước thứ hai, người ta nhập vào tứ thiền, sau đó xuất khỏi tứ thiền, và vị đó tác ý rằng hãy có đất trên hư không, thì lúc đấy trên hư không nó sẽ có đất. Người ta muốn trên hư không có một cái khoảng đất to nhỏ cao thấp như thế nào tùy theo cái ý người ta tưởng. Sau đó vị đó có thể tác ý rằng là ta hãy ngồi trên cái đất đó trên hư không, thì cái vị đó sẽ thấy mình đang ngồi trên hư không. Vị đó tác ý là ta hãy để cho mọi người thấy ta đang ngồi trên hư không, thì lúc đấy tất cả thì những người khác cũng sẽ thấy người đó đang ngồi. Như ngày xưa Đức Phật tạo thành những cái con đường ở trên hư không và để đi thiền hành ở trên hư không. Đức Phật có thể đi lại lại ở trên hư không, bởi vì Đức Phật có thể dùng cái thần thông của mình biến ra đất ở trên hư không, có thể biến ra thành một cái con đường bằng châu báu ở trên hư không, và có thể đi thiền hành, đi qua đi lại ở trên đất tùy theo cái khả năng. Có thể ngồi kiếp già ở trên hư không, đi lại ở trên hư không. Đấy là cái cách mà thời ngày xưa có rất nhiều người, người ta có thể bay được ở trên hư không như vậy. Người ta có thể đi lại trên hư không, hay bay trên hư không, hay đi trên mặt nước được. Đấy là nhờ người ta thực hành các cái pháp thiền này.
và người ta có thể biến ra được tất cả mọi thứ. Đấy, như là muốn tạo ra một trận mưa, các cái vị đạo sĩ ngày xưa người ta có thần lực, thần thông, người ta có thể tạo ra được mưa, tạo ra được mưa. Người ta biện nhập vào cái tứ thiền của biến xứ nước, xuất ra khỏi tứ thiền, sau đó người ta quyết định hãy có một cơn mưa, thì lúc đấy sẽ có một cơn mưa ở trên trời nó tạo xuống. Cái cơn mưa ấy nó là một cái năng lực do cái tâm định, do cái định lực sẽ tạo ra được. Người ta thực hành biến xứ nửa vậy, người ta có thể tạo thành nửa, nên có thể dùng nửa có thể đốt được mọi thứ. Cho nên là nhiều vị sau khi chết người ta dùng nửa tam muội để đốt thân, người ta có thể đốt được thân. Như ngài Anan, tôn giả Ananda, mà khi chết, khi mà ngài nhập niết bàn thì ngài ra giữa sông Hằng, ngài bay lên hư không và ngài dùng cái thần thông để quyết định là dùng nửa để thiêu mình. Sau đó ngài mới chia cái xá lợi ra thành hai phần cho hai nước, tức là lúc đấy có hai nước này muốn tranh nhau cái xá lợi của ngài Anan. Nếu mà ngài mà nhập niết bàn ở bên nước này thì nước kia sẽ kéo sang đánh, hai bên sẽ đánh nhau, có rất nhiều người phải chết. Cho nên ngài quyết định là nhập niết bàn ở giữa sông Hằng, là cái ranh giới của hai cái quốc gia. Sau đó ngài dùng lửa để đốt thân, sau đó ngài chia xá lợi ra hai phần. Nhưng mà người ta có thể tạo ra cái lửa này, người ta có thể đốt bất cứ cái gì muốn, người tạo được ra lửa, ra gió, vậy tạo được ra một cái cơn bão tố được. Cái này, cái thần thông đều nhờ vào những cái định lực này để có thể phát triển được các cái năng lực thần thông đấy. Đất nước nửa gió đen vậy thì biến ra được thành một cái hình thù màu đen, vàng có thể biến ra vàng. Thời xưa có vị tỳ kheo, cái vị này vì mới đi vào trong làng, đi vào trong làng, đang chơi ở trong làng, thì có một cái đứa trẻ, con nhà rất là nghèo, và nó muốn mẹ nó mua cho một cái vòng đeo cổ, nhưng mà nhà nghèo nên mẹ không có nên nó khóc. Nên là vị tỳ kheo này mới đi qua bảo nó đòi cái gì, đứa con này nó đòi một cái vòng nhưng không có tiền mua. Thì vị tỳ kheo này mới lấy những cái bông hoa ở bên đường kết lại thành một cái vòng, sau đó mới dùng cái thần thông của mình quyết định cái vòng này hãy biến thành vàng. Và ngay lập tức cái vòng bằng hoa nó biến thành một cái vòng bằng vàng và cho cái đứa bé này nó đeo. Khi đứa bé này nó đeo cái vòng vàng nó giống như vàng thật, không ai biết được. Và mọi người bắt đầu lại nghĩ là cái nhà này nó rất là nghèo, sao nó có vàng, con bé này có vàng đeo, chắc nó đi ăn trộm ở đâu về. Thì mọi người mới báo lên vua, vua Bimbisara. Nhà vua mới bắt cả nhà, cả bố mẹ nó giam lại, mới truy hỏi lấy vàng ở đâu. Thì nhà này nó cứ nói sự thật nhưng không ai tin, nói là sự thật không ai tin là cái vàng này ở đâu và đang bị nhốt. Khi mà cái vị tỳ kheo nghe tin rằng cái gia đình này bị nhà vua bắt và nhốt thì ngài hiểu, và ngài mới tìm đến cung vua của Bimbisara. Thế là ngài mới dùng thần lực, ngài biến tất cả cái cung điện này thành vàng, thì tất cả cung điện này đều biến thành vàng. Thế lúc đấy nhà vua mới hiểu ra rằng thì ra cái vòng vàng kia cũng là do thần thông của cái vị tỳ kheo này biến hiện, vậy mà cái nhà kia đã được giải oan. Thì cái người biến tập biến xứ vàng người ta có thể biến ra thành vàng, tập biến xứ đỏ người ta có thể biến ra những cái gì có màu đỏ, trắng thì người ta có thể biến ra được bất cứ cái hình thù gì có màu trắng. Và tập biến xứ ánh sáng, tiên biến xứ ánh sáng thì nó có cái năng lực đặc biệt cho những người hành thiên nhãn thông. Người ta có thể dùng cái năng lực của cái ánh sáng này, người ta phát triển các cái năng lực của thiên nhãn, đã thấy được các cái thế giới, như người ta thấy được các cái cõi địa ngục, thấy được các cõi chư thiên, hay là thấy được những cái cảnh giới ở rất xa, những cái biến xứ ánh sáng này. Biến xứ hư không thì một cái người tập biến xứ hư không người ta có thể tạo ra hư không. Ví dụ những người ta muốn đi xuyên qua tường, qua vách, qua đồi, qua núi, người ta đang đi này mà có một bức tường ngăn cản, người ta nhập vào cái biến xứ hư không, người ta tác ý để hãy có hư không ở bức tường này, thì lúc đấy cái bức tường nó biến thành hư không và người ta đi xuyên qua. Cho nên thời xưa có những cái vị có thần thông, người ta đi xuyên qua tường, qua vách được, người ta có ánh sáng này, người ta có thể thấy được những cái thứ vật ở xa, người ta có thể biến ra được, biến hiện ra được rất nhiều những trạng thái. Như Đức Phật có thể dùng thần thông để biến ra các cái màu sắc này, biến ra cái ngũ sắc này, hào quang ngũ sắc.
Đức Phật thì sử dụng thần thông thì rất là điêu luyện, cho nên ngài có thể một lúc sử dụng được hai thứ thần thông song thông. Ngài có thể trên thì biến ra lửa, dưới biến ra nước. Nhưng mà các vị đệ tử của Đức Phật thì không ai làm được vậy, chỉ có thể biến hiện được một loại thần thông thôi. Tức là nếu như biến ra lửa thì không biến được ra nước, biến ra nước không thể cùng một lúc mà biến ra được hai loại khác nhau như Đức Phật. Đức Phật thì có thể cùng một lúc biến ra được hai loại, có thể sử dụng được hai loại thần thông khác nhau. Sự tu tập của các cái biến xứ này để mình sẽ đắc được các tầng thiền. Và bây giờ rất ít người biết cách tu tập cái này, nhưng mà tu tập cái này nó là một cái pháp môn rất là cổ xưa. Trước Đức Phật đã có người tu, và trong thời Đức Phật cũng vẫn dạy mọi người tu tập những cái pháp môn này, để thực hành thiền định, sau đó dùng cái năng lực của thiền định để tu tập về thiền quán, tu tập về thiền tuệ, và vẫn đắc được các cái thánh đạo thánh quả rất bình thường. Khi thời Đức Phật, lúc ngày Xá Lợi Phất thì có một vị đệ tử, và ngài dạy cho cái vị đệ tử đấy tu thực hành cái pháp thiền quán 32 thể trược, tức là thiền quán bất tịnh trong suốt 3 tháng mùa mưa, mà cái vị đó không có đắc thiền, không có đắc được cái thiền quán bất tịnh đấy. Hết 3 tháng mùa mưa thì ngày Xá Lợi Phất mới dẫn vị đó đến gặp Đức Phật, và Đức Phật mới nói là ông hãy để đệ tử ở đây, rồi chiều hãy qua đây đón về. Nhưng mà ngày Xá Lợi Phất đi về thì Đức Phật hôm đấy mình cho cái vị đệ tử của ngày Xá Lợi Phất đây đó là những cái bộ y đẹp, và cho cái vị đệ tử đấy đi khất thực thì đi theo Đức Phật để được mọi người dâng cúng những cái món ăn thật ngon. Sau khi mà ăn xong, khất thực trở về ăn trưa xong, được nghỉ ngơi một chút cho nó thoải mái, sau cái giờ ăn trưa rồi Đức Phật mới gọi cái đệ tử đấy hãy đi theo ta. Và Đức Phật dẫn sâu vào trong vườn khu vườn tịnh xá Ơ Kỳ Viên, và Đức Phật mới dùng thần thông biến ra một cái ao sen rất là đẹp, và biến ra một cái bông sen rất là to, một cái bông sen có màu đỏ. Cho Đức Phật bảo ông hãy ngồi và quán cái bông sen đấy. Thì cái vị đó cứ ngồi chú tâm vào cái màu đỏ của bông sen đấy thì phát triển được thiền về biến xứ đỏ, tức là cái biến xứ màu đỏ của bông sen màu đỏ. Vị đó đắc được thiền an trì rồi thì lúc đấy Đức Phật mới dùng cái thần thông làm cho cái bông sen nó héo tàn. Thì cái vị đó đang có cái tâm định tĩnh rất là thâm sâu, lúc ấy thấy cái bông sen nó rơi rụng héo tàn, vị đó mới quán đến cái sự vô thường. Tác ý đến sự vô thường thì vạn vật trên thế gian nó vô thường vậy, cái gì nó sinh nó cũng phải diệt như thế. Vì đó mới liên hệ đến cái thân tâm của mình, vậy thì cái thân của ta này nó cũng sẽ rơi rụng tàn tã như vậy, cái tâm của mình này nó cũng sẽ bị hủy hoại như vậy, cũng sẽ không thể tồn tại mãi được. Vậy thì tất cả các cái pháp hữu vi ở trên thế gian nó đều sinh và nó đều diệt như cái bông hoa này vậy, mọi thứ là vô thường. Vậy thì cái gì vô thường là khổ, cái gì phổ thì cái đấy là rỗng không, cái đấy nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thì nhờ vậy mà vị đó giác ngộ ra được cái chân lý sự thật vô thường cổ vô ngã. Và ngay cái lúc đấy các cái tham ái chấp thủ với tất cả những cái pháp trần ở thế gian nó rơi rụng hết, tức là tất cả những cái phiền não nó diệt trừ hết, thì vị đó trở thành vị A-la-hán. Tức là trong một cái thời tu tập như vậy thôi, tu tập một thời vậy mà tu đúng cái pháp mình đã tu thì nó sẽ đắc ngay. Còn ngài Xá Lợi Phất thì lại không có đủ cái năng lực để mà thấy được cái ba la mật của cái vị đệ tử này, cho nên là dạy một cái pháp tu nó đi ngược lại với cái ba la mật của vị đấy. Thì lúc này mọi người mới tán thán cái năng lực kỳ diệu của Đức Phật, là ngài Xá Lợi Phất dạy đệ tử tới 3 tháng mà đệ tử không đắc được một tầng thiền nào, cũng không đắc thiền định và cũng không đắc thiền tuệ. Mà sau khi đến cái vị đệ tử đó đến gặp Đức Phật, Đức Phật chỉ dạy tu có một thời mà đắc quả A-la-hán, đắc cả thiền định cả thiền tuệ. Thì cái sự kỳ diệu của Đức Phật, thì Đức Phật mới nói là cái trí tuệ để mà thấy được cái ba la mật của một chúng sinh khác là chỉ có nơi Như Lai, một bậc có toàn giác trí mới thấy được cái người đệ tử này
đã tu tập ở trong quá khứ, đã thực hành cái pháp thiền nào, đã có những ba la mật gì. Chính vì vậy cho nên là Đức Phật dạy nó đúng cái ba la mật, và các đệ tử tu thành đúng cái pháp thiền đấy và chứng ngộ rất là nhanh. Còn sau khi nhập Phật, Phật nhập Niết Bàn, bây giờ thì mình chỉ biết vậy thôi. Thì mọi người cứ tu một cách phổ thông chung chung, chứ không thể nào, không có vị thầy nào có thể biết được cái ba la mật của đệ tử nữa. Cho nên cái người tu không bằng cái thời Đức Phật được vậy. Thì cái vị đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất này là trong cái kiếp quá khứ, vị đó là cái người thợ vàng. Người thợ vàng cho 500 kiếp luôn luôn làm cái thợ vàng. Người thợ luyện vàng ấy. Vì cái người thợ vàng ấy thì cái tâm họ rất là sạch. Tâm họ rất là sạch sẽ. Cho nên bây giờ Ngài Xá Lợi Phất này dạy quán một cái pháp bất tịnh, thì cái tâm nó không có chấp nhận được cái pháp bất tịnh, bởi vì cái tâm nó đã quá là thuần thục với pháp tịnh rồi, tức là quá ưa cái tịnh quán rồi. Cho nên là Đức Phật dạy những cái người mà ưa sạch sẽ đấy bằng cái pháp môn rất là sạch sẽ, đó là cho người đó mặc áo sạch sẽ, ăn ngon đấy, và phải tạo ra một cái không gian tu rất là thanh tịnh sạch sẽ, phải biến ra một cái hồ sen để cho nó cái cảnh mà nó phải khả ái như vậy, phải biến ra một cái bông hoa khả ái như vậy. Rồi từ cái đó Đức Phật mới cho cái vị đó thấy được cái sự vô thường giả tạo, tức là dù cái cảnh nó có thanh tịnh đến đâu, nó cũng sẽ bị rơi, nó cũng sẽ bị hủy hoại, nó cũng sẽ bị hoại diệt. Mà từ đó mà giác ngộ ra được cái sự vô thường, khổ vô ngã, mà có thể chứng đắc được đạo quả. Vì vậy có người thì thực hành cái pháp môn đó là có thể quán bất tịnh. Nếu như cái người đó có những cái ba la mật về cái sự quán bất tịnh rồi, thì lúc đấy vị đó quán bất tịnh, vị đó sẽ đắc được đạo nhanh chóng. Nhưng có những người ta lại quen quán với tịnh tướng rồi, thì lúc đấy sẽ thực hành những cái pháp về tịnh tướng. Trong đó có những cái đề mục nó rất là thanh tịnh như vậy, và đó cũng là con đường để đi đến Niết Bàn, đi đến giải thoát được. Là có 10 cái biến xứ này thì đều có thể tu tập chứng đắc được các tầng thiền sắc giới, và các cái tầng thiền đấy sẽ là một cái nền tảng vững chắc cho cái pháp thực hành thiền tuệ, và vị đó có thể giác ngộ được chân lý, giác ngộ được sự thật, giải thoát khổ đau được. 10 cái biến xứ như vậy nhá. Nếu mà ai cảm thấy mình phù hợp với biến xứ nào thì có thể tự tạo cho mình tu tập một biến xứ đấy được. Ví dụ biến xứ đất thì nó phổ thông cho nhiều người, ai có thể thực hành biến xứ đất được. Rồi có người thì phù hợp biến xứ nước, có người phù hợp với biến xứ lửa, có người thì phù hợp với biến xứ gió, có người thì phù hợp với đen vàng đỏ trắng, có người thì ánh sáng, có người hư không. Và cái tính chất của năm sắc giới thiện nghiệp, năm cái bậc thiền ấy, năm cái bậc thiền định này, năm sắc giới thiện nghiệp trong năm bậc thiền hữu sắc này chỉ có thể phát sinh đối với hạng người có tam nhân. Trong thế gian thì có ba hạng người, đó là người vô nhân, có người nhị nhân và có người tam nhân. Thì cái người vô nhân thì do đi đầu thai bằng cái tâm tục sinh thọ xả quả thiện vô nhân, người đấy thì cái tâm nó rất là yếu ớt, không thể nào đắc thiền được. Cái người này chỉ có thể làm những cái thiện nghiệp dục giới để tạo cái duyên cho kiếp sau, thì này không đắc được thiền sắc giới này, không đắc được một tầng thiền nào. Tất cả những cái pháp gì mà từ sơ thiền cho đến ngũ thiền, cái vị mà vô nhân không đắc được. Hoặc là người nhị nhân cũng vậy, người nhị nhân thì do đi cái tái sinh bằng một cái tâm mà nó ni trí, cái tâm tục sinh không có trí tuệ, nó không đi kèm với trí tuệ, bởi vì cái vị đó có thể có thiện nghiệp nhưng lại không có cái hiểu biết về cái thiện nghiệp đó. Cho nên là sẽ đi đầu thai bằng cái tâm ni trí, không có trí tuệ. Thì cái người này ở cái kiếp này dù vị đó có nỗ lực thực hành cũng không đắc được các tầng thiền, mà cái sự thực hành đấy nó chỉ tạo ra được cái thiện nghiệp dục giới. Cái người đó, cái người mà dù hành thiền không đắc thiền nhưng nó vẫn tạo ra thiện nghiệp dục giới. Bởi vì trong lúc hành thiền ấy là mình có cái sự thu thúc các căn,
giới của mình sẽ được thanh tịnh. Và tất cả những cái tâm tâm thiện nó đều sinh trưởng, cái tâm thiện dục giới nó đều sinh trưởng ở trong suốt cái thời hành thiền này, tạo ra được nhiều cái thiện nghiệp. Và nhờ cái thiện nghiệp đấy, kiếp sau sinh ra mình mới có thể trở thành một cái vị, một cái chúng sinh có tam nhân được. Nếu mà kiếp này chưa phải là người tam nhân thì vẫn hành thiền để kiếp sau trở thành người tam nhân. Còn một người có thể đắc được thiền ở trong đời sống này, đó là người đó là một người tam nhân. Vậy người tam nhân mới có thể đắc được năm bậc thiền hữu sắc, và chỉ có thể phát cái tam nhân là vô tham vô sân và vô si. Năm bậc thiền này chỉ có thể phát sinh trong 22 cõi, tức là cõi người, 6 cõi trời dục giới và 15 cõi trời phạm thiên. Trong thế giới là có 31 cõi. Thì những cái cõi mà ở dưới cõi người không đắc được thiền, ví dụ như là những cái chúng sinh ở cõi địa ngục thì không thể tu được một cái gì cả. Những chúng sinh ở dưới địa ngục đau khổ nên không có hành thiền được. Chúng sinh ở ngã quỷ nó cũng luôn luôn thọ khổ, luôn luôn đói khát cũng không tu được. Những cái chúng sinh là súc sinh cũng không tu được, súc sinh cũng không có hành thiền được. Những loài súc sinh nên là trong dân gian người ta cứ hay nói là có những con rắn nó tu luyện nó thành tinh, hay là những cái con cọp nó tu luyện nó thành những cái loài này loài khác ấy. Nó không có tu luyện được, những cái con vật nó không có tu luyện được, nhưng mà có những cái con nó có cái tánh linh, nó có thể là do một cái vị thần nào bị biến ra những cái con đấy, thì có thể ví dụ như là có những cái vị chư thiên nhưng mà nó mang cái hình dáng giống như một cái con thú, ví dụ như là cái loài naga chẳng hạn, đấy là loài rồng, người ta cũng là những cái vị chư thiên nhưng mà người ta cái thân người ta là thân rồng rắn, cái thân rồng rắn. Rồi có những cái loài chư thiên thì nó có cái thân đại bàng kim xí điểu đấy. Loài chư thiên thì nó mang cái thân ở người đầu ngựa, có đầu trâu mặt ngựa, đấy là những cái quỷ rất kha nhất ấy. Thì có, chứ còn những cái con súc sinh mà tái sinh cõi súc sinh nó không có tu luyện để mà có được thần thông hay là có thể tu luyện mà biến hiện ra được cái này cái kia là không có. Và đấy là những cái chúng sinh này, những cái chúng sinh ở cõi tứ thiên vương nhưng mà ở cái cõi nhưng mà mang những cái thân hình của thú thì người ta mới có thôi. Người ta có thể biến hiện được thành người, trong có lúc người ta biến thành súc vật, lúc người ta biến thành người, hoặc là người ta có những cái năng lực thần thông. Còn những cái người mà tu luyện được thì là ít nhất là phải ở cõi người. Thì cõi người và 6 cõi trời dục giới, từ cái cõi tứ thiên vương trở lên cho đến cái cõi tha hóa tự tại thiên, đấy là 7 cõi dục giới. Và 15 cái cõi sắc giới phạm thiên. Phạm thiên mà cõi sắc giới là có bao nhiêu cõi? Có 16 cõi. 16 cõi nhưng mà có một cõi nó không có tu được thiền, đó là cõi vô tưởng. Cái cõi tứ thiền vô tưởng ấy, thì họ không có tâm, họ chỉ có thân, họ không có tâm, không có tâm thì người ta không có thực hành thêm được thiền nữa. Cho nên là cõi vô tưởng sẽ không có đáp được cái thiền sắc giới nữa. Nên còn 15 cõi cộng với 7 cõi là 22 cõi có thể đạt được các cái tầng thiền sắc giới. Còn những cái chúng sinh ở cõi vô sắc, 4 cõi vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Những cái chúng sinh ở cái cõi này thì người ta chỉ có nhập được vào các tầng thiền vô sắc thôi, chứ họ không nhập được vào tầng thiền sắc giới. Bởi vì những cái chúng sinh ở cõi vô sắc là chúng sinh chỉ có tâm mà nó không có thân, nó không, cái tâm nó không có nương tựa vào vật chất, cái tâm không có bám víu vào vật chất, cho nên người ta không có tu tập được các cái tầng thiền sắc giới. Thì chúng sinh ở cõi không vô biên xứ họ sẽ tu tập cái pháp thiền không vô biên xứ. Chúng sinh ở cõi thức vô biên xứ họ có tu tập được các tầng thiền thức vô biên xứ, không vô biên xứ. Các cái chúng sinh ở cái cõi không có thân thì họ người ta chỉ tu được các cái pháp thiền vô sắc. Và những cái chúng sinh ở cái cõi dục giới và sắc giới thì có thể tu tập được các cái tầng thiền sắc giới này. Vậy thì cõi người cũng có thể tu tập được thiền chỉ, thiền quán và chứng đắc niết bàn. Cõi trời dục giới cũng có thể tu tập được thiền chỉ, thiền quán và chứng đắc niết bàn. Cõi trời sắc giới cũng có thể tu tập được thiền chỉ, thiền quán và chứng đắc niết bàn. Cả cõi trời vô sắc giới thì họ
Những người nào người ta có thực hành thiền rồi, thiền thì người ta nên đấy, người ta tự thực hành. Ở cái cõi vô sắc người ta không có đi tìm thầy học đạo được như các cái cõi này. Cái Phật ra đời người ta không có đi xuống gặp Phật nghe pháp được. Nhưng cũng có những người người ta được thực hành rồi và người ta nhớ lại pháp hành của mình, thì người ta có thể hành được thiền trì thiền quán, người ta có thể đạt được đạo quả. Năm bậc thiền này ở 22 cõi, năm sắp năm cái bậc thiền này cho quả tái sinh. Khi mà cái năng lực của các cái pháp thiền thì nó sẽ cho quả, đó là các cái vị này sẽ hóa sinh ở trong các cõi phạm thiên sắc giới, hóa thiên hóa sinh hết. Nếu như ai mà duy trì được, chứng đắc được một cái tầng thiền mà duy trì cái pháp thiền này đến cuối đời thì vị đó sẽ hóa sinh về các cái cõi phạm thiên. Đến cái thời mà thế giới sắp bị hủy hoại, hủy diệt, khi mà còn khoảng 100.000 năm nữa là đến cái giai đoạn thế giới diệt chẳng hạn. Tức là trước khi mà thế giới chuẩn bị đến cái thời bị hoại diệt ấy, là các cái vị chư thiên người ta đã đi khắp nhân gian, người ta thông báo. Thông báo là chỉ còn lại 100.000 năm nữa là thế giới này sẽ bị hoại diệt. Vậy mọi người hãy tu tập, mọi người hãy thực hành thiền, hãy hành thiền tâm từ hoặc là hành thiền định. Và khi đó thì lúc này các cái trong cái thời kỳ mà thế giới sắp hủy hoại rồi, nó cũng có nhiều cái dấu hiệu như là thiên tai bất thường và làm cho mọi người có cái sự kinh cảm và nhàm chán, không còn cái tham ái dính mắc nhiều cái thế gian nữa. Cho nên ở cái giai đoạn đấy mọi người tu đắc thiền hết, ai hành thiền đắc thiền. Còn ở trong cái thời bây giờ thì nó vẫn còn là cái thời trái đất này, nó còn an trú trong cái thời kỳ trụ, trái đất trụ này, cho nên mọi người thấy cái đời sống nó còn dài, cho nên mọi người còn tham ái với cái sự dục lạc ở thế gian nhiều, cho nên cái sự hành thiền nó rất là khó. Chỉ khi nào một cái người có sự kinh cảm, biết được rằng là mình không thể nào mà sống mãi với những cái vật chất thế gian được, và mình không nên chạy theo cái vật dục ở thế gian. Ví dụ người nào mà đã có một cái lần chết sạch thì cái người đấy sẽ rất kinh cảm về sự chết. Như vị nào đã từng có một cái lần mà chết đi sống lại, cái khoảnh khắc mà phải đối diện với cái chết, vị đó mới thấy được cái sự buông xả, mới biết được rằng thì ra tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt trong cái chết. Bao nhiêu cái công sức sự nghiệp của mình chỉ đi tầm cầu những cái vật dục thế gian, và đến lúc chết buông hết, buông xuôi hết, lúc đấy họ mới giác ngộ ra được một cái sự thật, đó là mình chẳng mang đi được cái gì cả. Nhưng tại sao lúc còn sống mình lại bị dính mắc với cái vật dục thế gian đến thế? Tại sao nó có cái sức hấp dẫn đến vậy? Thì nó trói buộc mình, nó làm cho mình không thể từ bỏ được, mà đến lúc chết đâu có mang đi được cái gì đâu. Thì khi mà những cái sự trói buộc bởi những cái vật dục thế gian, nó làm cho cái người đó hành thiền nhưng tâm nó không an, tâm nó cứ hướng về ra bên ngoài đi tầm cầu, nó cứ hướng về những cái công danh sự nghiệp này, những cái việc này việc kia, những cái bổn phận trách nhiệm, nhiều thứ nó ràng buộc. Chính vì vậy đó là một cái nguyên nhân khiến cho cái chánh niệm không được duy trì liên tục. Chúng sinh gọi là cõi dục giới là vậy, thì cái tâm nó cứ chạy theo những cái cảnh trần, năm cái dục cảnh ở ngoài, sắc thanh hương vị xúc bên ngoài, nó cứ chạy theo những cảnh đấy làm cho tâm không an định. Nhưng mà đến cái thời kỳ mà trái đất sắp hủy hoại rồi, lúc ấy các vị chư thiên người ta đi trong nhân gian, người ta thông báo, thì lúc đấy có người kinh cảm thật sự, vì lúc ấy trái đất nó cũng chuẩn bị hủy hoại. Và lúc đấy mọi người thực hành thiền cũng có thể chỉ thực hành trong một thời gian rất ngắn đắc thiền, có thể ngồi một thời đắc thiền. Có những chúng sinh trong cái thời giờ phút cận tử rồi, người ta an trú vào một bất cứ một cái đề mục nào này, người ta cũng đắc thiền và người ta sinh về các cõi phạm thiên. Cho nên là đến cái thời đấy là vậy, các chúng sinh đều sinh về cõi phạm thiên khi mà thái đất được hủy diệt, là do người ta đắc thiền một cách rất dễ dàng. Vậy thì những cái pháp thiền sắc giới này nó rất dễ, nó không khó,
nó chỉ khó với những người còn bị trói buộc, còn cái tâm tham dính mắc với lại thế gian này nó không có từ bỏ được. Còn nếu mà một ngày nào đó có sự kinh cảm, biết được mình không thể sống mãi với cái vật dục thế gian được, lúc đấy cái tâm của mình nó không tầm cầu nữa, thì mình sẽ thực hành một thời thiền, mình sẽ đạt các tâm thiền này. Muốn vượt qua được các cái pháp chướng ngại, tức là trong cái lúc một cái hành giả thực hành một cái pháp thiền, nó sẽ có năm cái triển cái, nó sẽ có những cái tâm cái pháp chướng ngại. Pháp chướng ngại ở đây nó làm chướng ngại tâm, đó chính là năm cái triển cái. Cái triển cái thứ nhất gọi là tham dục trong ngũ trần. Tham dục trong ngũ trần tức là cái tâm của chúng sinh nó bị trói buộc bởi những cái tham dục này vậy. Tham dục về sắc, tham dục về thanh, tham dục về hương, tham dục về vị, tham dục về xúc. Đây là năm ngũ trần là vậy. Sắc, thanh, hương, vị, xúc là năm cái tham dục này. Sắc là cái cảnh mà mình nhìn thấy bằng mắt, thanh là những cái thứ mà những cái âm thanh mình nghe thấy bằng tai, hương là những cái mùi mình ngửi bằng mũi, vị là những cái mình nếm bằng lưỡi, xúc là cái da thịt của mình xúc chạm. Năm cái cảnh trần nó có sức hấp dẫn khủng khiếp và nó khiến cho cái tâm của mình không rời được. Nên chỉ cần nghỉ 5 phút, 10 phút đừng nghĩ đến dục trần thôi, thấy khó. Khi mà mình chú tâm trên hơi thở, giữ chánh niệm trên hơi thở 5 phút, 10 phút thì 5 phút, 10 phút đấy có chánh niệm thì nó không có sự hiện diện của năm cái dục trần. Hoặc là người đó mà giữ được cái chánh niệm liên tục 1, 2 tiếng đến 3 tiếng thì nó sẽ đắc thiền. Đắc thiền, đó là trong 2, 3 tiếng liên tục đấy, tâm nó không nghĩ đến cái cảnh tham dục trần này. Đấy, cái người đó có thể giữ là cái người có thể giữ được trên chánh niệm, trên một cái đối tượng, một cái pháp thiền thì có thể đắc được thiền sắc giới. Sắc giới là một cái tầng cao, dục giới là một giới thấp, nó dính mắc giống như là một cái người mà lắng cho mỡ và cho một miếng thịt mỡ vào trong cái chảo. Trong cái chảo nó sẽ dính chặt lên cái chảo, không gỡ ra được. Cái tâm mình vậy, nó dính vào cái cảnh trần này rất là khó gỡ. Nhưng tham dục nó thường xuyên nên nổi vào trong tâm trong cái lúc hành thiền, gián làm cho chánh niệm bị gián đoạn. Đấy là một cái. Thứ hai là sân, là cái pháp chướng ngại của thiền định. Sân là những cái mình sân với đủ mọi thứ, mình sân với một cái chúng sinh ở bên ngoài, sân với những người, có thể là mình sân với những người quá khứ, sân với những người hiện tại, sân với những người ở tương lai. Nhưng khi mình ngồi mình nghĩ đến những cái chuyện đã qua rồi nhưng mình vẫn còn tức bực với những cái người mà người ta làm hại mình, nó đã qua rồi nhưng mình vẫn cứ hồi tưởng lại cái chuyện đó ở trong quá khứ. Và cái tâm sân nó khởi lên, nó khiến cho chánh niệm bị gián đoạn. Có thể là những cái người hiện tại giống như mình đang ngồi đấy mà người ta có những cái tiếng động, nhưng mà bây giờ đang ngồi thiền người khác người reo cái tiếng chuông điện thoại lên thì là mình sẽ sân. Những cái người khác người ta làm ra những cái tiếng động để khiến cho những người thiền ở bên cạnh sẽ bị sân. Thế là nó làm cho chánh niệm bị gián đoạn. Sân là chướng ngại cho cái pháp hành thiền. Có những cái người có khi người ta chưa có đụng chạm đến mình, nhưng mình nghĩ về tương lai, cái người này chắc tương lai thế nào họ cũng làm hại mình. Rồi mình cứ nghĩ đến cái chuyện nó sẽ xảy ra trong tương lai, mình cũng khởi lên tâm sân. Có khi mình sân với những cái cảnh ở bên ngoài, có khi mình sân với chính những cảnh bên trong mình. Ví dụ mình sân với khi mình ngồi thiền thấy nó đau nhức cái thân thì mình cũng sân. Hoặc là mình thấy cái tâm của mình nó không chịu nghe theo mình cũng sân. Sân với bên ngoài hoặc là sân với chính mình luôn, cũng có nhiều cái sự sân như vậy. Thì cái sân hận nó là một cái pháp chướng ngại, mình phải đè nén được cái tâm sân này xuống, không có sân với những chuyện, với những cái cảnh bên ngoài, cũng không có sân với những cái cảnh ở bên trong. Sân bên ngoài, sân bên trong, vượt qua được sân. Nên cái người nào mà nặng về tâm tham ấy, người đó hành các cái hạnh đầu đà, như là hành cái mạnh hạnh đầu đà, như là mặc y
mặc y phấn tảo ấy, những cái mảnh vải vụn này, hay là sống bằng cái hạnh ăn khất thực ở giữa trời, gốc cây, ở nghĩa địa, thì nó diệt trừ được cái tâm tham. Còn cái người tâm sân này thì sống độc cư ở trong rừng. Người nào mà sống độc cư trong rừng thì nó không có cái cảnh sân nó xuất hiện, thì sẽ dễ thực hành thiền. Cái pháp nữa là pháp buồn chán, đây gọi là pháp hôn trầm thụy miên, tham dục sân trầm thụy miên. Hôn trầm thụy miên buồn chán là cái pháp chướng ngại của thiền định. Người nào hành thiền một thời gian mà mình không thấy tiến bộ thì hay chán nản. Khi mà chán nản rồi thì lúc ngồi thiền thì chỉ có ngủ, ngồi thiền thì tâm hay hôn trầm. Nhưng nếu mà cái người nào mà không chán thì nó tỉnh táo. Người nào mà chán thì nó lại sinh ra trạng thái là hôn trầm. Người đó ngồi cứ buồn ngủ hoài, buồn ngủ hoài, hôn trầm và thụy miên. Buồn chán là hôn trầm, buồn ngủ là thụy miên. Thì cái buồn chán ấy, cái hôn trầm ấy, nó khác với thụy miên. Hôn trầm là cái tâm mình nó đờ đờ, nó không có tỉnh táo hoàn toàn, và nó cũng không phải là buồn ngủ, mà cái tâm nó cứ đờ đờ. Đấy là cái hôn trầm. Còn thụy miên thôi là cái trạng thái mình đang siêu ngủ, là trạng thái thụy miên. Thụy miên là thỉnh thoảng nó gật đi một cái, mình chìm vào một cái sát na, mình đang ngủ đi, nó gật người đi một cái, thì đấy là thụy miên. Còn hôn trầm là cái trạng thái mà tâm mình nó đơ, nó không có rõ ràng, không sáng tỏ. Thì những cái tâm này nó là do cái sức tỉnh giác nó yếu, cái tinh tấn nó yếu, nó tạo ra cái tâm này. Cái lúc nào tinh tấn nó yếu, nó có thể là do mình yếu về thân, cái tinh tấn về thân, hoặc là cái tinh tấn về tâm nó yếu, nó để tạo ra cái hôn trầm này. Khắc phục cái hôn trầm này chỉ có bằng cách đó là mình phải tác ý đến cái gì đó mà nó gấp rút. Ví dụ như là mình thích thú với pháp hành thiền, dù mình hành một thời gian dài mà nó chưa chứng được cái gì cả, chưa có kết quả gì, nhưng mình không chán, vì mình người đó có hiểu được cái lợi ích. Hiểu được rằng dù một ngày mình hành thiền chưa có kết quả, nhưng một ngày đấy đã tạo được rất nhiều công đức, tạo được rất nhiều thiện nghiệp. Thì trong lúc hành thiền là cái ý nghiệp của mình nó tạo những cái thiện nghiệp rất lớn. Trong lúc hành thiền đấy mình tạo ra được rất nhiều pháp ba la mật, các cái ba la mi của mình nó luôn luôn được bổ túc, nó luôn luôn được vun bồi, và cái con đường đi đến niết bàn nó cứ ngắn lại, cái đời sống tương lai nó cứ giảm dần. Mình vẫn đang là cái con đường đi đến, mình vẫn đang là cái người đi trên cái con đường để đi đến niết bàn, chẳng qua nó chưa đến thôi. Bởi vì mình mới bước đi mà, mình mới bước đi cho nên là cái đích đến nó còn xa, nhưng mà nó đang đến. Còn nếu mà mình dừng lại thì có nghĩa là mình không có muốn đến đích nữa. Mình dừng lại coi như là mình an phận ở trong cái biển sinh tử. An phận. Người hành thiền giống như một cái người bơi ngược lại dòng nước. Lúc nào mình còn nỗ lực bơi thì lúc đấy mình còn hướng đến cái bờ bên kia, mình còn đang bơi vào trong bờ. Còn lúc nào mình ôi bờ còn xa quá, mệt quá, mình dừng lại một cái là nó sẽ trôi ngược lại, nó trôi ngược luôn. Thì cũng vậy, ngày nào mình còn nỗ lực thực hành pháp thì là cái ngày đấy mình đang từng bước tiến đến cái cánh cửa giải thoát. Nhưng ngày nào mình cảm ôi mệt mỏi quá, nghỉ ngơi chút, mình không còn nỗ lực nữa, thì lúc đấy nó sẽ đẩy ngược mình trở lại trong cái dòng sinh tử. Cho nên gọi là bộc lưu là vậy. Bộc lưu là cái dòng xoáy của cái lũ tham dục ấy, nó cuốn ở trong cái sinh tử. Và một cái người vượt qua được bộc lưu, mình có cái đức tin, có cái tinh tấn để vượt qua bộc lưu. Thì một người muốn vượt qua cái bộc lưu sinh tử là vậy, mình phải có cái đức tin, cái pháp hành của mình, và có cái tinh tấn thực hành, kiên trì kiên nhẫn, không có nản chí. Người mà thường nếu hay buồn chán thì tác ý đến cái chết, hoặc là tác ý đến những cái cõi khổ. Thế là những cái người không thực hành, không chịu tu tập, người ta chết người ta phải vào các cõi địa ngục, suy tư đến địa ngục nhiều, và mình tin rằng có địa ngục thật, và mình cảm thấy sợ hãi.
với những cõi khổ đấy. Thế, hoặc là mình tác ý đến cái chết nhiều, luôn luôn quán niệm chiếu đến cái chết, thì mình cũng sẽ không buồn chán trong lúc thực hành pháp. Tác ý đến sự vô thường giả tạm thế gian, mình không buồn chán, hoan hỷ với pháp, tinh tấn trong pháp hành, thì cái tinh tấn nó mạnh lên một cái hoan hỷ nó mạnh lên một cái, thì lúc đấy cái tâm của mình nó cũng sẽ phấn chấn đấy, nó sáng tỏ lên là hết cái hôn trầm bị miên, phóng tâm hối hận, tức là phóng giật, cái tâm phóng giật. Có những cái người ngồi thì người ta không có hôn trầm, nhưng mà người ta lại có cái tâm tham vọng, mong rằng ta chóng đắc thiền, mong rằng ta chóng có kết quả, mong rằng ta đạt được cái này cái kia, thì cái lúc đấy cái tâm nó sẽ dội lên rất là mạnh, cái sự tinh tấn nó mạnh quá khiến cho vị đó không kiểm soát được, không kiểm soát được thân tâm nữa. Thì cái tâm hành thiền nó cần định tĩnh, thì nó cần có cái tâm tự nhiên, nó tinh tấn, nhưng mà nó tinh tấn một cách tự nhiên, chứ nó không được tinh tấn một cách gọi là nôn nóng thái quá. Thì cái tâm mà trở nên nôn nóng thì nó sẽ trở thành cái tâm phóng dật, nó phóng tâm liên tục, nó trở nên trạo cực, trạo hối. Cho nên là cái triển cái thứ tư này gọi là triển cái trạo hối, trạo cử là phóng tâm, và hoặc là cái trạo cử về tâm thì gọi là phóng tâm. Có những cái nó trạo cử về thân, nó làm cho cái thân của người đó ngồi cứ dãy giụa lung tung, ngồi mà nó không an, thì đấy gọi là trạo cử, hay là phóng tâm và hối hận. Cái tâm có những khi mình ngồi mà cái tâm nó hối hận cứ khởi lên, như là hôm nay chẳng may mình làm một cái việc gì đó không tốt, mình hối hận rồi, hối hận về những cái việc tốt mà mình chưa làm được, hối hận về những cái việc xấu mà mình chót chẳng may mình đã làm, hối hận có những cái điều mà mình chưa thành tựu, hoặc là hối hận vì mình đã phạm một cái lỗi lầm nào đấy. Có rất nhiều cái hối hận. Ở trong cái lúc ngồi thiền mình cũng phải diệt được cái tâm hối hận này này. Cái gì đã qua nó đã qua rồi, cái gì chưa đến thì nó chưa đến, quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến, quên hết những cái chuyện tốt hay xấu ở quá khứ cũng quên đi, những cái chuyện thành công hay thất bại ở tương lai cũng chưa có vội nghĩ đến, chỉ cần biết hiện tại này. Đấy, rồi là đang thực hành pháp thì nó không có cái tâm hối hận, mình cứ hay truy tầm cái quá khứ và tương lai thì nó hay khởi lên cái tâm hối hận. Vậy thì trạo cử hối quá là cái pháp chướng ngại của hành thiền định. Nên là một người thường xuyên sám hối, nó làm cho cái người đó đến lúc hành thiền cái tâm nó đỡ trạo cử, chứ cả đỡ trạo cử. Vì cái lúc mà cái người hành thiền là cái tâm nó phải là cái tâm thiện, nó rất là mạnh, thì người đó nó mới an. Vì hành thiền nó chỉ phù hợp với cái người có thiện tâm, cái người có tâm bất thiện hành thiền không được. Vậy cho nên là một cái người hành thiền mà cái người đấy lại hay có những cái hành động bất thiện, thì đến lúc hành thiền tâm nó cứ hối hận hoài. Vì cái thiện với bất thiện nó không có dung hòa nhau được, có thiện thì không có bất thiện, có bất thiện thì không có thiện. Vì vậy nên là người mà hay có những cái lỗi lầm thì người đó nên thường xuyên sám hối. Như chẳng may mình phạm những cái lỗi về những cái giới nào đấy, trong những cái giới mình giữ, mình có nỡ phạm cái giới nào thì mình phải sám hối. Sám hối okasa đấy, sám hối mới lại tam bảo pháp tăng. Thì cái lúc đấy tâm nó cũng đỡ khởi lên hối hận, thì cái tâm thiện nó sẽ sinh khởi liên tục, mà việc hành thiền nó trở nên dễ dàng. Vậy thì cái trạo cử và hối quá nó là một cái pháp chướng ngại cho hành thiền. Trạo cử thì lúc đấy mình để mà đối trị lại với lại cái trạo cử, đối trị lại với cái phóng tâm kia bằng cái cách là mình cần phải tác ý đến đến cái sự định tĩnh, tác ý đến cái khinh an. Như là trong năm cái căn quyền tín tấn niệm định tuệ, thì đức tin nó sẽ làm cho cái tâm mình nó an tinh lại, niệm chánh niệm và định tĩnh. Còn tinh tấn, cái người mà thái quá về tinh tấn, thái quá về tuệ, thì là nó sẽ sinh ra phóng tâm. Còn nếu mà lúc đấy mình thấy tâm nó phóng tâm thì mình tác ý đến cái định tĩnh,
hoặc là trong bảy cái giác chi, thì nếu mà người nào mà luôn luôn cái khuynh hướng về trạch pháp, tinh tấn, hỷ nhiều, những cái pháp đấy nhiều, thì nó sẽ sinh ra phong tâm. Thì cái lúc đấy cái người đó sẽ tác ý đến cái tâm an tịnh, tịnh định xả khinh an, tức là cái tâm an tịnh, cái tâm định tĩnh, cái tâm xả, tức là giữ cái tâm tự nhiên. Tự nhiên là cái tâm xả, hoặc là giữ cái tâm khinh an, mình thả lỏng thân tâm ra một tí. Cái lúc nào mà cái tâm nó phóng tâm nhiều, mình thấy cái tâm nó tỉnh táo quá, ngồi thiền mà sao tâm nó quá tỉnh táo, thì lúc đấy phải thả lỏng cái tâm này, làm cho cái tâm nó nắng dịu, thấy cái thân này nó cũng khinh an nhẹ nhàng, cái tâm này nó cũng được thư giãn nhẹ nhàng, thì nó sẽ bớt cái trạo cực. Sám hối nhiều thì nó sẽ bớt được cái hối hận, hối quá đi, mình sẽ vượt qua được cái triển cái thứ tư. Cái triển cái thứ năm là hoài nghi, là cái pháp chướng ngại của thiền định. Có những cái người hoài nghi, hoài nghi là cái người này nghi ngờ nhiều thứ, như nghi ngờ nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng. Có người người ta nghi nghi Phật, nghi có người nghi pháp, có người hay nghi tăng. Có những người thì nghi về pháp học, nghi pháp hành, nghi là không biết cái pháp hành này nó có đúng là chánh pháp không, liệu mình thực hành nó có được kết quả không, và nghi khả năng của chính mình nữa. Bây giờ nói học nhiều xong là mình thấy rằng là không biết là chỉ người tam nhân mới đắc thiền, mình không biết có phải người tam nhân không, hay là mình vô nhân nhị nhân, hay nghi vậy không. Cái nghi vậy nó cũng làm cho mình nó chướng ngại thôi. Cho nên là rất nhiều những cái người học nhiều ấy, người ta lại khó tu là vậy. Vì cái người học nhiều người ta hay nghi, hoặc là có người thì người ta học nhiều người ta ngã mạn về cái pháp học. Có những người thì học nhiều người ta ngã mạn về cái pháp học của mình, nên mình giỏi rồi, thì ông kia thì làm sao giỏi bằng mình, làm sao mà mình có thể học thiền với người đó, người không giỏi bằng mình được. Có nhiều người người ta hoài nghi, có những người học nhiều người ta cũng hay phân tích, người ta đem ra người ta lý luận, người ta bổ trẻ, người ta phân tích, thì cái phân tích đấy nó cũng sinh ra cái hoài nghi, tức là nghi nó đi ngược lại với đức tin. Có những người người ta có cái niềm tin, người niềm tin thì nó cũng có cái hai mặt, đó là người ta dễ tin vào những cái pháp tà, ai nói hay thì người ta sẽ tin, ai chỉ có thuyết phục. Cho nên là có những cái người người ta tu, người ta không có chánh pháp nhưng người ta giỏi nói, mà cái người mà có cái đức tin dễ dãi người ta cũng tin. Nhưng mà khi mà người ta gặp được cái người có tâm chánh, cái pháp chánh, giảng dạy cái chánh pháp thì người ta cũng tin. Cái lúc này thì người ta tin pháp này, lúc khác người ta tin pháp khác. Đấy là cái người có đức tin mà không có trí tuệ. Còn có những cái người thì có trí tuệ quá là sinh ra hay hoài nghi. Vì trí tuệ quá là hay phân tích, mà hay phân tích mổ xẻ là hay hoài nghi. Hay nghi hoài hoài. Không biết này. Nghi đem ra so sánh, mà những cái vị đó mà học ở trên pháp học là những cái chỉ biết mà không có thấy. Không có thể biết, chỉ có biết bằng cái suy luận, mà cái tâm nó chưa từng thấy. Cho nên là có những người nói là ồ, cái pháp chân đế, những cái pháp chân đế tâm tâm sợ sắc pháp niết bàn là những cái pháp mà không có nói ở trong kinh Đức Phật ngày xưa, không có nói chẳng hạn. Người ta cứ nghi, người ta đem những cái lời dạy của Đức Phật ra, người ta bổ trẻ, người ta phân tích, người ta so sánh, xong là người ta hoài nghi, thì cái người đấy cũng trở thành một cái chướng ngại hành thiền không có được. Vậy thì cái sự hành thiền nó có cái sự dung hòa, có cần có đức tin, nhưng mà đừng có tin dễ dãi quá. Cần phải nghi, tức là cần phải có cái trí tuệ, nhưng mà đừng có bổ trẻ phân tích nhiều quá. Phân tích nhiều quá nó sinh ra hoài nghi. Vậy thì nó cần phải có sự dung hòa như vậy, có tin mà tin ở cái mức độ vừa phải. Có nên chỉ có cái trí tuệ để đánh giá phân tích nhưng cũng vừa phải thôi. Thì mình cần để mà mình cho có chỗ cho cái đức tin nó tồn tại, cũng có cái chỗ để cho cái trí tuệ nó phân tích, nhưng mà hai cái này nó cần cái sự dung hòa. Có những cái mình cần phải tin, có những cái mình cần phải nghi, có nghi mới có ngộ,
có những cái mình phải nghi. Ví dụ mình thực hành một cái pháp gì đó, mình cần phải cân nhắc, cân nhắc mình đánh giá xem là cái pháp này thật sự có lợi ích hay không. Mình cũng có cần phải so sánh cái pháp này có được Đức Phật dạy ở trong kinh điển nào không. Đấy là cái người có cái hoài nghi. Và mình có trí tuệ, mình sẽ thấy được, mình cũng có những cái mình nên tin. Ồ, thực hành cái pháp này thật sự có lợi ích, nó diệt trừ được cái tâm tham sân si ấy nè, mình thấy nó có cái lợi lạc trong hiện tại, trong tương lai. Nên thế thì là mình có cái hoài nghi và có cái sự phân tích, và sau đó mình cũng cần phải có cái niềm tin. Vậy thì tín với tuệ như vậy. Còn nếu mà một cái người chỉ có biết tín thôi mà không có tuệ thì người đó sẽ dễ tin những cái đúng hoặc sai. Một người chỉ có tuệ mạnh quá mà không có đức tin thì người đó luôn luôn hoài nghi. Cái gì nghi nghi, đem ra một cái gì một sẽ phân tích rồi hoài nghi hoài. Đấy là cái sự thiếu sự quân bình. Vậy thì người mà có cái hoài nghi này thì nên không, thì nên giảm bớt cái sự phân tích lại một chút, giảm bớt cái sự phân tích và nên phát triển cái đức tin một tí, phát triển những cái gì mà thật sự thấy nó có lợi lạc, thấy có cái sự lợi ích thì mình cũng cần phải có cái niềm tin. Khi mà vượt qua được năm cái triển cái tham dục sân hôn trầm thủy miên trạng hối và hoài nghi thì cái vị đó sẽ có được cái chánh niệm vững vàng luôn liên tục, vì nó có thể phát triển được định, diệt trừ được năm triển cái, thành tựu được năm thiền chi. Là ở cái trạng thái mới hành thiền luôn bị năm cái triển cái này nó đến, nó chi phối, nó len lỏi vào trong tâm, nó ngăn che mất cái trí tuệ. Khi nào một người giảm bớt được năm cái triển cái đi thì lúc đấy cái chánh niệm nó sẽ được duy trì liên tục. Chánh niệm được duy trì liên tục thì bắt đầu sẽ phát triển từ định cận hành vào định an chỉ. Thì nó sẽ phát triển vào an chỉ định được. Thì nó sẽ an chú tâm trên cái tự tướng liên tục 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4, 5, 6, 7, 8 tiếng liên tục cũng được. Thì khi mà phát triển an chú ở trên tự tướng liên tục được thì mình nó sẽ thành tựu được năm thiền chi. Năm thiền chi. Thiền chi thứ nhất đó là tầm vitaka. Vitaka. Vitaka tầm, hướng tâm đến một đề mục thiền định duy nhất là đối tượng. Tầm hướng tâm. Cái bình thường của mình tâm nó cũng luôn hướng về cái này, hướng về cái kia, hướng về cái này, hướng về cái kia. Đấy là tầm. Mình giờ mình đang ngồi và mình muốn nghĩ đến một cái chuyện nào đó là cái tâm nó tầm. Thế bây giờ mình muốn, mình nghĩ là hôm qua ta làm việc gì nhỉ? Mình nhắm mắt lại, mình hồi tưởng đến những cái công việc mình hôm qua thì tâm nó sẽ hướng về quá khứ. Thì ta nghĩ là ngày mai ta sẽ làm gì nhỉ? Xong là mình nhắm mắt lại, mình hướng, mình hình dung đến cái công việc ngày mai mình làm, cái tâm nó hướng đến cái công việc ngày mai, cái hình ảnh của cái việc ngày mai mình sẽ làm, đấy là tầm. Tâm nó cứ hướng về cái này, hướng về cái kia, thì cái sự nó hướng tâm đấy là tầm. Tầm hướng tâm đến. Khi mà mình nhắm mắt và mình nghĩ là bây giờ ta sẽ hướng nhận biết hơi thở thì cái tâm nó sẽ hướng lên cửa mũi. Thì cái tâm mà nó hướng lên trên cửa mũi để nó chú vào hơi thở đấy là tầm. Vậy thì cái tâm nó phải hướng tâm liên tục như vậy, tầm nó hướng tâm, hướng tâm. Vậy khi mà mình muốn an chú tâm ở trên một đối tượng thì mình cứ hướng tâm liên tục như vậy. Cái lúc đầu cái tâm nó phải hướng liên tục, tâm nó hướng đến đối tượng liên tục, đó là tầm. Còn cái người mà còn ở cái tâm dục giới thì tâm nó hướng nhiều đối tượng, trong một lúc nó cứ hướng đến cái chuyện này, hướng đến chuyện kia một tí, nó không có an chú trên một cái đối tượng nào liên tục thì cái tâm đấy nó không có vượt qua được cái tâm dục giới. Nó không thành. Còn khi lên đến tâm sắc giới, trong cái trạng thái an chỉ định, thì tâm nó hướng tâm đến một đối tượng và nó an trú trên đối tượng đấy liên tục được. Thì cái thiền chi thứ nhất là tâm hướng tâm đến đối tượng. Ví dụ mình hướng tâm đến hơi thở, khi mà mình có được nimitta, mình hướng tâm đến cái quang tướng của hơi thở nimitta đấy liên tục là tâm. Và mình an trú ở trên đấy liên tục là tứ vichara. Vichara là tứ, quan sát đề mục thiền định ấy.
Tứ là mình hướng đến một cái, bất cứ một cái gì mà mình có thể an trú tâm ở trên đấy liên tục được, thì đó là tứ. Có tâm, có tứ là vậy. Mình nghĩ là một cái chuyện hôm qua, ví dụ bây giờ hôm qua mình xem một cái bộ phim, bây giờ mình ngồi mình tưởng lại, mình cứ nghĩ lại liên tục đấy là, thì cái mà mình cứ bám tâm ở trên đấy liên tục thì đấy là tứ. Tâm có tứ. Tâm được ví như là một cái con ong, nó bay đến, nó thấy một cái bông hoa có tỏa ra mùi hương và nó đi tìm bông hoa đấy. Thì từ xa nó nhìn thấy bông hoa, nó bay thật mạnh, bay đến bông hoa. Thì cái lúc mà nó bay đến bông hoa nó giống như cái tâm tầm, nó hướng đến đối tượng. Còn khi nó bay đến bông hoa, nó đậu trên bông hoa đấy, khi mà nó đậu trên bông hoa đấy là nó giống như là cái tâm tứ này, nó bám sát đấy. Đó là tầm và tứ, tứ là bám sát đấy, đến mục. Thế tầm là những cái tâm của mình hướng lên hơi thở, đấy là tầm. Và nó bám sát đến hơi thở, đấy là tứ. Ở trong lúc hành thiền mình luôn luôn có tầm, có tứ là vậy. Hướng lên đối tượng, hướng lên đối tượng và bám sát đối tượng liên tục. Những người biết cách thực hành thiền thì mình phải khi bắt đầu ngồi và mình hướng tâm đến đề mục thiền, rồi mình bám sát đến cái đề mục thiền đấy liên tục. Thì trong cái tâm lúc đầu mình chưa đắc định thì nó không bám sát được liên tục, nó bám được lúc nó trượt ra. Còn khi mình đắc định rồi nó hướng lên một cái là nó bám liên tục luôn, bám sát đối tượng liên tục luôn, quan sát trong đề mục thiền định ấy liên tục. Đấy là tứ. Hay là bây giờ mình muốn tư duy về một cái gì, thì cái tâm của mình nó hướng, nó nghĩ đến một cái chuyện gì, một cái chuyện vui hay một chuyện buồn cũng thế, bắt đầu nó khởi cái tâm nghĩ đến cái chuyện đó và nó cứ tư duy trên cái chuyện đó liên tục, thì cái tâm mà nó hướng đến cái chuyện đó là tầm, mà cái tâm nó cứ tư duy trên cái chuyện đó liên tục thì đó là tứ. Tìm được thiền chi tứ, quan sát đề mục thiền hỷ được phát sinh do chú tâm quan sát đề mục thiền định ấy. Khi mà mình an trú ở trên cái đề mục đấy liên tục thì cái tâm nó sẽ thích thú với đề mục thiền, tự động nó thích thú bất cứ một cái đề mục thiền định nào cũng vậy. Khi nó có thích thú nó mới an trú ở đấy, như con ong nó bay đến một cái bông hoa và nó bám lấy bông hoa đấy, bám lấy bông hoa đấy thì nó phải thấy bông hoa này có mật, có mật thì nó mới bám liên tục. Còn nó đến bông hoa nào nó thấy bông hoa này không có mật, nó bay đi ngay, nó không có bám nữa, nó không bám liên tục đấy làm gì. Vậy cái con ong là nó bám trên bông hoa liên tục là nó thấy bông hoa có mật, có cái vị ngọt của nó. Vậy cái tâm của mình nó cũng vậy, nó hướng đến cái đối tượng nào mà nó thấy cái đối tượng đấy thì nó thấy thích thú với đối tượng đấy, vậy thì nó phải có cái vị ngọt của cái đối tượng đấy. Khi mình chú tâm trên một cái đề mục thiền cũng vậy, mình bám đề mục thiền đấy và mình sẽ thấy thích thú với đề mục thiền đấy, bởi vì cái tâm của mình nó được định tĩnh ở trên đấy, nó sinh ra cái trạng thái rất là an lạc, rất dễ chịu. Mình thấy được cái vị ngọt của cái đề mục thiền đấy, định sinh hỷ lạc vậy, định sinh hỷ lạc địa, định sinh hỷ lạc địa, hỷ diệu lạc địa, xả niệm thanh tịnh địa. Cái tâm nó cứ an trú trên hơi thở. Khi mà nó cái người mà không hiểu được cái lợi ích của cái việc an trú tâm trên một cái đối tượng thì bị nó không có, nhưng cái người không thấy được cái vị ngọt của thiền. Còn cái người mà hiểu được rằng tâm an trú ở đây liên tục sẽ có lợi ích lớn, có công đức lớn, và cái người đó hiểu được cái lợi ích đấy, cho nên để cho tâm an trú ở trên hơi thở liên tục, cái tâm nó sẽ thích thú với cái hơi thở này, thì nó sẽ thích thú với hơi thở. Vì cái tâm nó thích thú với hơi thở cho nên nó được gọi là hỷ. Nó thích thú, nó tạo ra cái sự khinh an, cái sự nhẹ nhàng. Hỷ nó làm cho thân tâm mình trở nên rất nhẹ nhàng, rất là an tịnh. Nên là hỷ nó sinh khinh an, và từ cái khinh an này nó mới sinh ra cái sự an lạc. Cho nên hỷ nó mới sinh an lạc, hỷ trước thì nó mới có lạc sau. Đầu tiên là như là một cái người đang khát nước, vì đó chạy đến bờ sông, chạy đến tầm. Khi chạy đến bờ sông rồi, ôi vị đó khát quá, vị đó nhảy tùm xuống sông. Vị nhảy tùm xuống sông là tứ, bám sát đến dòng sông này. Vị đó hoan hỉ thích thú, đấy là hỉ. Và vị đó uống một hơi thật no và cảm thấy rất dễ chịu, đó là an lạc. Vậy cái sự mà cảm thấy rất dễ chịu này là an lạc. Vậy cái thiền chi thứ tư cũng vậy, sukha.
Sukha là an lạc được phát sinh do tâm hoan hỷ trong địa ngục thiền định ấy. Thế mình hướng tâm đến hơi thở, mình bám sát đến hơi thở, tâm nó sẽ thích thú với hơi thở. Từ cái sự thích thú đấy, mình sẽ cảm thấy một cái sự an lạc rất dễ chịu. Do cái hỷ nó sinh ra lạc mà. Hỷ nó làm cho thân tâm đều được nhẹ nhàng, khinh an. Cái sự nhẹ nhàng, khinh an đấy nó tạo ra một cái trạng thái rất thoải mái, rất dễ chịu. Và cho nên là cái người mà đắc được cái thiền an chỉ này thì tự nhiên mình có ngồi 2, 3 tiếng, 4, 5, 6, 7 tiếng mình không thể cảm thấy đau nhức, không cảm thấy khó chịu. Bởi vì cái tâm hỷ nó sinh ra cái thân lạc. Lúc ấy nó cứ an lạc, an lạc. Mình càng ngồi mình càng cảm thấy dễ chịu, ngồi càng ngồi lâu mình càng cảm thấy thoải mái. Và thậm chí mình không còn muốn xả thiền nữa, mình cứ muốn an trú ở trong cái đề mục thiền đấy. Cho nên những người đắc định rồi thì người ta nhàm chán hết tất cả những cái vui ở thế gian là vậy. Thấy những cái vui ở thế gian nó không có cái gì để nó cao thượng bằng cái sự an vui ở trong thiền. Trong thiền nó có cái sự hỷ lạc, mà cái hỷ lạc trong thiền nó rất là cao thượng. Cao thượng không bao giờ mình chán. Nhưng ngày xưa có một cái vị đã từng hỏi, một cái vị đã từng hỏi Đức Phật, đối với một vị vua với một vị Phật thì ai có cái được hưởng cái sự an lạc lớn hơn? Thế là Đức Phật mới hỏi là thế một cái vị vua có thể hưởng được cái dục lạc, có thể hưởng được những cái lạc thú liên tục một ngày không, hai ngày không, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày không? Thì tất cả mọi người đều trả lời được không thể được, không có cái niềm vui nào ở thế gian mà nó liên tục trong một ngày đến bảy ngày được. Còn Đức Phật bảo ta có thể hưởng được cái trạng thái nhất hướng lạc, cái trạng thái an lạc liên tục từ một ngày đến bảy ngày, đó là ta có thể nhập vào các cái tầng thiền. Mà trong các cái tầng thiền thì nó có cái sự an lạc này, cái sự hỷ lạc này, và cái sự hỷ lạc nó không có gián đoạn. Cái sự hỷ lạc ở dục giới, cái niềm vui ở thế gian nó có gián đoạn, nó có thể vui một chút nó buồn một chút, nó vui nhiều nó mệt nhiều, nó không có an vui mãi được. Còn cái sự an lạc ở trong thiền thì nó liên tục, vì nó ăn chú một tiếng là một tiếng an lạc, vì nó ăn chú một ngày là một ngày an lạc, nên nó có cái sự đi tu thực hành pháp nó có cái sự an lạc như vậy. Thì cái thiền chi thứ tư này là an lạc được phát sinh do tâm hoan hỷ trong đề mục thiền định đấy. Nó tự nó phát sinh ra cái sự an lạc ấy, chứ không phải là mình mong cầu mà nó đến đâu. Thứ năm là nhất tâm, là cái tâm định tĩnh vững chắc được phát sinh do an lạc trong đề mục thiền định đấy. Nhất tâm là cái thiền chi thứ tư, là do cái sự định tĩnh, cái tâm của mình an trú liên tục, cái hỷ nó sinh cái lạc, từ cái lạc nó lại sinh ra cái định. Do hân hoan nên hỷ sinh, do hỷ thì ta được khinh an, do khinh an sinh ra an lạc, mà do an lạc sinh ra định tĩnh. Thì bởi vì cái sự an lạc đấy cho nên mình mới an trú tâm trên đấy liên tục được, mình có thể nhập định bao lâu cũng được. Chính là cái trạng thái an lạc này nó làm cho mình dễ chịu, an trú ở trong tầng thiền đấy mà cảm thấy rất dễ chịu. Và mình có thể nhất tâm, có thể an trú tâm ở trên đấy bao lâu cũng được mà không có chán. Nó gọi là nhất tâm. Cho nên là từ cái sự an lạc tại làm cho mình, cái tâm của mình nó nhất tâm, nó không còn đi sang những cảnh khác nữa. Còn khi tâm mà chưa có cái trạng thái của định này thì nó hay nghĩ sang những chuyện khác. Ví dụ như là nó nghĩ đến chuyện vui, nó nghĩ đến chuyện buồn. Đó là cái nội tâm ở dục giới đó mà. Nó cứ nghĩ đến các cái triển cái. Còn khi mà nó vào các tầng thiền rồi thì khi nó nhập vào thiền một cái, nó có hỷ có lạc, có hỷ có lạc ở đây rồi thì còn đi tìm cái còn đi tầm cầu những cái vui buồn hạ nhiệt ở thế gian làm gì nữa. Cho nên là tâm nó không còn chạy nhảy các cái trạng thái khác nữa, mà nó an trú ở cái đề mục thiền liên tục được. Cho nên nó gọi là nhất tâm, là định. Như là cái người vào được tầng thiền, người ta an trú ở trên tầng thiền đấy liên tục được một tiếng, hai tiếng, bao lâu cũng được, mà cái tâm nó không có còn loạn xạ, nó không còn phóng tâm, nó không còn chạy nhảy sang các cái cảnh khác nữa. Nên là cái thiền chi thứ năm là cái tâm an tịnh, an trú trên một cái đề mục liên tục, không có chạy nhảy đến bất cứ đối tượng khác nữa. Thế gọi là năm thiền chi. Năm cái thiền chi nó đè nén chế ngự được năm cái pháp chướng ngại nữa.
Khi mà thành tựu được năm thiền chi rồi thì năm cái thiền chi nó lại có cái tác dụng, nó đối trị được những cái pháp chướng ngại đấy, nó làm cho cái pháp chướng ngại đấy không có cơ hội để sinh khởi. Thiền chi tầm nó chế ngự được buồn hôn trầm thụy miên. Tầm ở đây là tâm nó hướng đến đối tượng, ở đây là tâm hướng đến giống như là cái tâm giống như là trí tuệ, nó thấy đối tượng một cách rõ ràng. Khi nào mình hướng tâm đến hơi thở, mình thấy hơi thở một cách rõ ràng, đấy là tầm hướng tâm đến. Thì khi mà cái tâm nó cứ hướng đến đối tượng liên tục như vậy thì cái tâm nó không bị chán, nó không có buồn chán. Nên là cái người nào cái tâm yếu thì cái người đó sinh ra cái tâm buồn chán, hôn trầm. Còn cái tâm nó mạnh thì nó không hôn trầm nữa. Cái tâm nó hướng đến đối tượng liên tục cho nên tâm nó không có hôn trầm nữa. Tâm chế ngự hôn trầm và thụy miên. Tứ thì nó chế ngự được hoài nghi. Tứ là nó tư duy ở trên cái đối tượng đấy liên tục. Tâm nó bám sát lấy đối tượng, nó bám sát lấy đối tượng thì nó không còn hoài nghi về cái đối tượng nữa. Thì chỉ tứ là do nó có bám sát. Tâm tứ thì nó chế ngự được tâm hoài nghi đối tượng. Ba là cái thiền chi hỷ thì nó chế ngự được sân. Chi hỷ là một khi tâm mà đã hỷ, hỷ thì nó phải đối trị với yêu mà. Tâm của mình nó chỉ có nó chỉ sinh ra một cái cảm thọ thôi. Khi mà nó đã là thọ yêu thì nó không có hỷ. Khi mà khởi lên cái tâm sân thì nó là thọ yêu. Khi khởi lên cái tâm hỷ thì nó không có thọ yêu, không có khởi lên tâm sân được. Vậy khi mà tâm nó hoan hỷ với đối tượng thì nó không có sân. Tất cả những cái tâm sân nó không có khởi lên nữa. Chỉ do cái tâm hỷ này nó chế ngự được cái tâm sân hận. Và lạc nó chế ngự tâm tham dục. Có cái triển cái tham dục ấy. Tham dục nó là cái tâm mình nó cứ thích những cái dục tham về cái cảnh trần ở thế gian. Còn khi mà ở trong định thì cái tâm nó an lạc. Trong cái trạng thái cái an lạc của cái tâm nội tâm ở sắc giới, nó làm cho nhàm chán, nó nhàm chán các cái dục lạc ở cõi dục giới. Cho nên tâm nó không có còn suy tư đến các cái cảnh dục ở thế gian nữa. Nên đó là có cái thiền chi lạc để chế ngự được cái tâm tham dục. Nên là ở trên cái cõi phạm thiên, người ta ăn chú ở trong các cái tầng thiền, người ta không có cần ăn cái gì hết, người ta chỉ sống bằng cái thiền, do cái hỷ lạc của thiền người ta sống, người ta không cần ăn, không cần thở, mà cái thọ mạng người ta tồn tại rất là lâu, tồn tại ngang với đại kiếp trái đất, tồn tại bằng nhiều đại kiếp trái đất. Thiền chi nhất tâm thì nó chế ngự được phóng tâm và hối hận, trạng cử hối quá. Là cái thiền chi nhất tâm này, tâm nó an trú nặng nẽ trên một cái đối tượng thì nó sẽ chế ngự được các cái phóng tâm. Phóng tâm là phóng dật, cái tâm của mình nó không định tĩnh cho nên nó hay phóng tâm. Còn cái nhất tâm là cái tâm nó định tĩnh cho nên nó không phóng tâm nữa. Nó không phóng tâm, nó không nghĩ đến chuyện vui chuyện buồn gì nữa, nên là nó không có chạm cử phóng tâm, như là chạm cử và hối quá và hối hận, do có cái thiền chi nhất tâm này. Nó là năm triển cái, năm cái thiền chi nó đè nén năm cái triển cái như vậy nữa. Cho nên là ở trong tầng thiền, an trú ở trong các cái tầng thiền sắc giới, tâm của mình nó không có năm triển cái nó khởi lên. Nó là có vì các cái thiền chi này nó rất là mạnh mẽ rồi. Cái thiền chi nó mạnh mẽ thì cái năng lực của các thiền chi ấy, nó lại cũng có khả năng chế ngự được các cái triển cái nữa.
Khi mà chưa chứng đắc được an chỉ định thì vẫn có năm triền cải, nhưng khi đang chứng đắc được an chỉ định rồi thì năm triền cải không sinh khởi. Hồi hướng Y tam mê bu nhâm A sang vô pha dâm Vô hâm hô tu Y tam mê bu nhâm Nipanasa Pachalo Hotu Hotu Hotu